Rồi chào các bạn. Hiện tại xe của người bạn mình đi đang bị hư, thì đây là lần đầu tiên cảm giác là được ngồi trên một chiếc xe được xe khác nó kéo đây. Đang ở thành phố Vũng Tàu thì không hiểu vì lý do gì mà chiếc xe này thì nó đang bị là kẹt ở cái số R, còn bây giờ là không có vào số được các bạn. Đây, nó đang cần số, đang kẹt ở chỗ R luôn mà vẫn còn chạy được ầm ầm luôn. Đây thì lần đầu tiên được ngồi trên một chiếc xe khác kéo. Đây, một chiếc xe rất là cũ kéo chiếc xe mới này, Toyota Camry. Toyota Camry. Đây, đường phố thành phố Vũng Tàu đây. Chả hiểu lắm nhưng mà người ta nói là bị kẹt cái đệm cần số gì gì đó, nhưng mà không biết đâu. Phải lái theo à. Nó phải giật giật vậy ta. Phải kéo bằng cái gì vậy? Pha thắng hả? Không, pha. Không. Nói chung là kéo xe thì phải bằng cái steel rồi. Phải cứng mới được đúng không? Chứ nếu mà không kéo mềm là sẽ bị hư hết. Và xe Kia này thì nó có cái đồ kéo trước và sau nó rất là tiện. Còn một số xe thì phải nâng bánh trước lên mới kéo được. Đây, đây đường phố Vũng Tàu. Bó tay với cái xe không luôn rồi đó. Đây còn không có tiền mới đó. Hả? Đây còn mang có mấy trăm nghìn. Mấy trăm nghìn trong xe. Người sao cần đưa cho này. Tí sửa. Trong chuyển khoản rồi. Không, đưa tiền mặt đúng chứ. Chuyển khoản làm gì, người ta không chịu đó. Đây, xe về tới, chuẩn bị tới gara chưa? Ok, rồi để quay luôn đường phố Vũng Tàu. Đây trước mặt là chung cư gì đây? Chung cư này chung cư gì đây không biết. Chắc anh nghĩ là sửa cũng nhanh thôi. Yeah. Tháo nhanh mà. Úi ôi. Cảm giác ngồi đây cảm giác rất là lạ mà nghe nó cần lực cứ lục cụp ở đó. Đó lục cụp. Rồi. Úi ôi. Rồi ơn ơn. Ủa nó không? Lai xe phải phanh cho đều. Cần phanh không? Đây là... Ý. Lần đầu tiên hưởng cái cảm giác này. Đây là Vũng Tàu Melody, ngã tư giữa Hoàng Hoa Thám với cái đường kia là gì? Võ Thị Sáu hả? Võ Thị Sáu đây. Đi các bạn xem một tí đây. Vũng Tàu Melody. Chung cư rất là mới. Cao quá. Đây, xe nó bị cái bệnh cái kiểu này nè. Cần số thì đang chữ R mà vẫn chạy được âm âm. Đây, qua đây thì là trên này là chữ N. Không hiểu nổi. Ồ, đường xóa. Tí mình phải điện cho ông kia tại. Đợi xíu coi nó bao lâu nữa, hiểu không? Được rồi, mình đi chung. Đây, khu bên này là khu... Ê, phải nãy cái nói cái biệt thự trong khu này phải không? Trên nữa hả? Ồ, đây là khách sạn Cao Su. Mỹ Bình Luận nha. Đây, gara tên gì? Việt Trung hả? Gara Hòa Đông. Đông lắm hả? Chưa làm liền, chắc tốn tiền ha. Càng à. Trên này hả Khoa? Nói trên này hả? Nói trên này hả? À. Ô, khu công hộ OSC Land. Qua đây, tí ra ngoài quay luôn. Không hiểu nổi. Ngày hôm nay bước chân trái nhưng phải ra ngoài đường ấy. Chịu. Ôi đông thế. Đây các bạn, gara này rất là đông xe. Bây giờ làm sao mà à tấp bên này hả? Ôi đậu cái bên này nữa này.
Bạn nghe lụp cụp không? Đây, ô tô Nhật Mỹ đây, gara 29 à? Đúng không? Gara 29. Ông kia ông cũng mệt mỏi với mình. Sao xuống hả? Ok các bạn, để mình xuống xe nha. Một cảm giác rất là do mod ngồi sau rồi do cơ bụng luôn. Rồi đang tháo ra rồi. Đây gara này quá trời xe luôn. Rồi tháo nguyên cụm này ra luôn, nhìn đó giống như đồ chơi nít đó ha. Phía trong như đồ chơi nít vậy. Rồi. Hả à, sao anh? Xúc hay là nít? Rồi giờ chế thề là phải báo mua số đi. Hỏi ha. Ừ. Rồi ok đây. Rồi, cánh thì nó giữ ở đây hả? Rồi giờ tháo ra chế bước vô. Lâu không anh? Này rồi cỡ mất cỡ tí đó. Thì ha ok rồi ok cho nó ngồi đây luôn đi. Rồi đây cái dao nữa. Không em đi việc cái này hết nhiêu tiền á. Vô bảo ông kia kìa, ông hải ông có đổ nọ á. Ừ để biết để tiền lại cho nó. Vô hỏi thử báo nhiêu tiền á để biết để tiền lại. Nhớ không ạ? Xe luôn đúng không? Giờ sửa cái này nè, với kéo xe rồi tiền công hết luôn là 1,2 triệu. Ok ok, giờ vào đây. Báo nha. Anh cho em mượn. Rồi ok rồi. Làm nha. Làm thôi, giờ chạy đi đâu được nữa. Đây cái này là cái gì đây? Ừ. Đây. Ok. Đây. Tư liệu đây. Cái gì anh cũng biết này là gì đâu. Cái này nó bị chóc. Cái tiền sửa không mắc đâu các bạn, cái tiền thu nó mắc. Đúng không ạ? Ồ, đây là cái này nó để ra ngoài thành ra là em không gạt này nó còn chậm. Đợi xíu anh quay luôn. Đây, mình đổi qua cái hướng này, mình coi cái lỗi nó là vậy nè các bạn. Nó phải dính vô vậy hả? Ừ, nó phải như thế này thì nó mới gạt được. Rồi, rồi. Đầu là nó trượt ra. Cái nhà của chú nó bị mất rồi, mình chế dài thay là thôi. Rồi, ok. Rồi, cho má. Nhìn mặt qua kìa. Ủa, thì còn cái gì nó về hả? Hả? Thì còn cái gì về hả? Dạ vâng. Em đang kêu kia ra đó em đi của việc. Thì còn ở quận mấy? Quận 2. Đi ở Bình Thạnh, đây chú đi làm. À, luôn Bình Thạnh hả? À? Cuối tuần về hả? À? Sao đi làm xa vậy, trên kia không làm? Chán. Dạ. Xuống đây chơi vui không? Anh này ở Sài Gòn xuống đây làm luôn mới ghê chứ. Chuyên gia đó, nó mới mời xuống đây làm á. Đúng không Khoa? Thường chuyên gia. Chế này có bảo hành không á? Đời theo. Ừ thì biết rồi, nhưng mà ý là mình chế mà có bảo hành nó nghe còn chạy đi xa. Chỉ khi nào chơi đứt thôi chứ không giờ phút nào. Rồi ok.
nó đứt nãy nó đứt là đứt cái chỗ nào đâu? À cái cục cao su á hả? Không, nhưng mà đứt nãy nãy nó có đứt cái dây là cái khác đúng không? Rồi em hiểu rồi. Giống như đi cáp chúng ta đi đạp rồi. Đây là hàng chế Made in Vietnam. Đội thế này nó tối quá hả? Tối quá không thấy đường. Giữ không? Giữ đi, người giữ cho. Bắt nó có cái lỗ. Cái lỗ mũi khoan này nó hơi lớn hả? Nó có đinh gõ rồi. Nó hơi lớn. Cái này nó khoan cái nó. Rất là tỉ mỉ. Ở giữa là sắt mà phân lủng qua luôn à. Phân lủng qua luôn. Nếu bình thường nó có gì đó nó giữ thôi. Nó là cái gờ thôi mà nó mòn không đó. Giờ mình con cái sắt vô đó, con tán vô đó. Đúng luôn nè, đúng, đúng luôn. Ừ, từng cái trong nó, cái đường nhựa này nó dễ gãy quá ha. Mấy cái nùi nùi dưới này nè, mấy cái quỷ này nè. Đôi khi không không cần phải sâu luôn á ha. Rồi kìa. Mấy cái đồ nhựa này thấy ghê quá chứ. Cụm này kêu là gì ạ? Cụm gần số. Cung tân số hả? Xong.